Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam đã được công bố với 22 cầu thủ tham dự, sẵn sàng vòng loại Olympic Paris 2024. Trước ngày lên đường tham dự vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng vào chiều 1 tháng 4. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là đội bóng thanh niên Hà Nội. Xuyên suốt thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1, tuyển nữ Việt Nam không thể tạo ra thế trận thuận lợi trong phần lớn thời gian của hiệp 1 do ảnh hưởng của trời mưa và sân trơn. Họ để đối phương duy trì tỷ số lợi thế 1-0 trong 45 phút đầu tiên. Bước vào hiệp 2, trong đội hình thi đấu của tuyển nữ Việt Nam có sự điều chỉnh với một vài thay đổi nhân sự và lập tức mang hiệu quả. Phút 60, cầu thủ trẻ Vũ Thị Hoa đã tỏa sáng giúp tuyển nữ Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1. Những phút thi đấu tiếp theo, trận đấu diễn biến cởi mở và tốc độ hơn. Phút 75, đội thanh niên Hà Nội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Và đúng thời khắc khó khăn, Vũ Thị Hoa một lần nữa thể hiện sự khéo léo với pha dứt điểm bằng chân trái từ vị trí ngoài vòng cấm, ấn định trận hòa 2-2 cho đội nhà. Theo kết quả trận giao hữu cũng như quá trình tập luyện trong suốt gần một tháng qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt danh sách rút gọn cho vòng loại Olympic 2024. Đội hình tuyển nữ Việt Nam bao gồm những trụ cột như Kim Thanh, Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung, Thu Thảo, Thùy Trang, Bảo Châu, bên cạnh một số cầu thủ trẻ là Vũ Thị Hoa, Hải Linh, Thanh Nhã. Ngoài ra, Hoàng Thị Loan và Thu Thương cũng trở lại sau chấn thương. Theo đó, 10 cầu thủ không nằm trong bản danh sách này vẫn tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cùng huấn luyện viên thể lực Cedric Roger. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng triệu tập bổ sung 4 nhân tố trẻ là Trần Nhật Lan, Hồ Thị Thanh Thảo, Trần Thị Thúy Nga và Ngọc Minh Chuyên. Nhóm 14 cầu thủ này sẽ rèn luyện thể lực và kỹ thuật để chuẩn bị cho các kế hoạch tiếp theo của bóng đá nữ Việt Nam. Theo lịch trình, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nepal vào lúc 19 giờ 5 ngày 2 tháng 4. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ quá cảnh tại Ấn Độ 16 tiếng trước khi di chuyển tới thủ đô Kathmandu, Nepal. Nhằm đảm bảo sức khỏe và thể lực cho các cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những tính toán về phương án nghỉ ngơi cho tuyển nữ Việt Nam tại sân bay Indira Gandhi, Ấn Độ.